Rồi 275 nha. Mái che đầy đủ. Đây ghê chưa? Vip luôn nha. Em 275 vừa về. Ok. Đây, quá. Hai bảy năm nha. Vừa về được qua. Đây nha, mới kèm. VIP luôn nha. Cực VIP. Gầm này. Có máy che luôn nha, đầy đủ luôn đây. Đủ đã chưa? Đấy, Kubota 275. Đuôi. Đây. Thằng bãi về là như thế này nha, rất là VIP, bao máy móc là ok nè mùa anh. Đây ốc ếch nhìn đẹp lắm nha, có bên nghiêng luôn nha. Đấy. Đùi khô rang nha, có móc kéo hậu. Ta. Lốp còn lốp Nhật luôn nha, lốp Bridgestone của Nhật này. Đó. Đây, lốp của Nhật nha. Best Make in Japan. Mâm rin luôn nha. Mâm này rin luôn. Lốp này cũng nứt nứt sơ sơ. 12.4-24. Mâm rin nha, chưa dọc nha. Mâm rin nữa luôn á. Năm trước rin luôn này. Lốp là còn tầm tạm nha. Chứ nó đẹp thì không đẹp phải đẹp hẳn. Đây con Kubota 335 nữa. Lốp còn tầm tạm. Lốp trước cũng còn được thôi nha. Chứ còn nói đẹp là không đẹp nha. Cũng nứt. Nứt tẻ tài lai. Đấy. Còn chạy được thời gian nữa. Kubota 275 tạ đầu còn luôn nha. Đấy. Đây máy này VIP nha, đẹp đó. Con này máy rất là chất, bao máy rin. Đấy. Bao rin nha, bao rin. Máy che đẹp nha. Con này chạy mới có bao nhiêu? 812 giờ thôi. Đồ xe đã chưa? Đây. Tiến lui đồng tốc.
Kuta logo. Số 1234. Ga tay. Đây số tầng. Cầu. Ben. À, tổng ben nữa nha. Cực kỳ đẹp. Đấy. Rồi, ok. Để bác mua được cả luôn. Rồi, để em test máy. Rất là VIP nha. À. Đấy. Máy em ru và rù nha, trợ lực lái nha, rất là nhẹ, thấy không? Đấy. Máy rất là êm. Chất nha. Vừa tắt chìa vừa tắt cơ luôn, rất là tiện đó. Rồi ok mấy bác. Con này bên em ra 135 triệu nha. Mấy bác mua được cả luôn. Con 275. Hai cầu trợ lực lái đó. Có máy che. Easy vậy nha. Giá đầu không nha, chưa bao gồm một cái gì hết. Giá tại chỗ. Mấy bác mua được cả luôn.